Rồi lên. Có mà thôi chơi cái này rồi. Bắn cái phê chơi đâu anh Việt ơi. Chơi cái này nó bắn cái đắp phê đâu mà cũng không thấy nữa. Bữa nào mang cái rổ đó được bắn nó hiệu quả. Chủ yếu mình chơi bắn bắn hồng ngoại nè, đi vòng vòng diễu chơi. À. Rồi đi 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 lại đi đi chơi chơi đi bài nè. Nghỉ nghỉ nghỉ. Con kéo kéo đi khúc này con kéo từ từ xuống. À, khi chơi con dương hết hết tay lên. Đó. Rồi quý đi nha. Vô đồ hình là đi 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 viên dọc luôn nè. Đó. À. Ở cỏ này nè, cho nó sướng. Yeah.